Đấy, đây là một tính năng rất là hay trên được trang bị trên Ford Everest và rất là nhiều các dòng xe sang cũng không có, đó là mình thao tác lên xuống kính, đóng mở cốp hoàn toàn bằng chìa khóa từ xa. Anh chị không cần phải lại gần xe. Đấy, nếu như mà trường hợp mà anh chị muốn mở xe cho người nhà mình lấy đồ hay là mở xe trước để cho nó thoáng xe vào mùa hè chẳng hạn thì mình hoàn toàn có thể thao tác từ xa đối với chiếc Everest này, hoàn toàn là rất là đơn giản ạ. Ford Everest 2020 với những cái nâng cấp đã được chính thức bán ở thị trường Việt Nam, và hiện tại thì đang có hai phiên bản là Titanium 2 cầu và Titanium 1 cầu đã là sản xuất 2020 và Form 2020 ạ. Và bây giờ thì mời quý anh chị cùng tìm hiểu chiếc Everest em đang quay đây, đó là bản B-Turbo 2020, xem nó có những cái nâng cấp gì và những cái trang thiết bị tính năng gì vượt trội so với các cái dòng xe cùng phân khúc ạ. Ford Everest thì được thiết kế với cái thiết kế là body on frame. Body on frame tức là gì? Tức là cái khung vỏ xe với cái chassis xe là không liền khối. Họ sản xuất chassis trước sau đó đặt khung vỏ lên. Thì với cái thiết kế này thì hạn chế tối đa cái tiếng ồn vọng từ dưới mặt đường lên trên vào trong khoang động cơ, và cái giảm tối đa cái hiện tượng là rung lắc khi mà mình đi vào đường xấu. Tuy nhiên thì với cái thiết kế này thì nó sẽ làm tăng trọng lượng của cái xe lên, và với Ford Everest bản B-Turbo bản cao nhất này như em đang giới thiệu đây, nó có trọng lượng không tải là 2.385 cân, tức là gần 2 tấn 3 đấy ạ. Rất là nặng. Nặng thì đi kèm với là đầm chắc và cảm giác lái rất là chắc chắn. Đây, mời anh chị cùng xem. Và ở phần đầu xe thì với đầu xe thì như anh chị nhìn đấy ạ, thiết kế với bộ đèn cụm đèn full LED có giải LED ban ngày. Như quý vị anh chị nhìn thấy, đây là cụm đèn của xe. Thì cái phiên bản Everest 2020 đã được trang bị cụm đèn full LED, cả cốt, cả pha và LED, và có giải LED định vị ban ngày. Thì với cái đèn pha thì có thể là nâng hạ được độ cao thấp và nâng hạ bằng tay ở trong phía sau người điều khiển xe. Thì cái tính năng đó thì một lát em sẽ giới thiệu tới quý vị anh chị. Đó là phần đèn. Đó là đèn xe. Và ở phần dưới thì được trang bị tới 6 cảm biến ạ. Đây, hai cảm biến sườn và 4 cảm biến trước, 4 cảm biến va chạm và 2 cảm biến để hỗ trợ cho việc ghép song song và lùi chuồng. Đây, như anh chị nhìn đấy ạ. Đó, phần chỗ bánh xe. Đèn gầm thì em thấy cái thiết kế này nó rất là hay. Đèn gầm thì họ vẫn dùng đèn họ vẫn dùng đèn halogen với ánh sáng vàng. Thì tại sao lại dùng cái halogen với ánh sáng vàng? Thì nếu như mà mình đi vào trời mưa, trời sương mù ấy, thì ánh sáng trắng nó rất là khó nhìn. Thì vẫn còn một cái đèn gầm ánh sáng vàng để anh chị quan sát dễ hơn. Đó, trên đã là đèn ánh sáng trắng rồi thì dưới ánh sáng vàng nó rất là chuẩn rồi. Và ở chính giữa xe thì có một cái radar đây anh chị nhìn. Đó, cái radar màu đen này thì để là nó hỗ trợ cho cái việc là giữ lệch làn và phanh khoảng cách và phanh khẩn cấp khi đi trong phố. Đây, và đây là phần thiết kế của đầu xe. Ở trên gương chiếu hậu, anh chị nhìn ở trên cụm gương chiếu hậu xa xa kia. Đây ạ. Đây, cụm gương chiếu hậu chỗ này. Thì trên này nó có rất là nhiều cảm biến ánh sáng của đèn này, cảm biến ánh sáng của đèn, rồi cảm biến gạt mưa, cảm biến giữ lệch làn. Đấy, nguyên trên cụm chỗ gương chiếu hậu đấy thì là nó rất là nhiều cảm biến ở trên đó. Và tiếp theo là tới phần thân xe. Thân xe thì anh chị nhìn xe được trang bị bộ la răng 20 inch. Đa răng lốp 20 inch. Đây ạ. Đó, và đây là mang cá. Thì tất cả các cái chi tiết như mang cá, gương chiếu hậu hay là tay nắm cửa thì đều được mạ chrome, nhìn rất là nổi bật. Và đặc biệt với cái xe màu đen thì nó sẽ nổi bật hơn. Bật lên xuống thì bằng nhựa cứng thôi. Đấy, và có một cái lớp inox bọc ở dưới. Như anh chị nhìn, đó là phần bên ngoài. Và đằng sau thì có được trang bị camera lùi ở chính giữa. Với Ford Everest tất cả các phiên bản đều được trang bị màn hình và camera lùi, 4 cảm biến sau và hệ thống đèn. Đây ạ. Đó, và đây là bản cao cấp nhất, bản B-Turbo, dùng động cơ B-Turbo thì là bản dẫn động 2 cầu nên là có chữ 4WD ở đây, dẫn động 4 bánh. Em xin lỗi. Đó.
Đó là toàn bộ phần bên ngoài của chiếc Everest B Turbo này. Và bây giờ mời anh chị xem phần động cơ của xe ạ. Đây. Và đây là phần phần bên trong nắp capo động cơ của xe thì đây em mở. Thì với Everest thì được trang bị là cái nắp capo thì được trang bị hai cái tia thủy lực lên. Thì, nên là anh chị mở nó rất là nhàn, rất là nhàn. Và đây là hệ thống động cơ của xe. Và đây là chiếc Everest bản cao cấp nhất được trang bị động cơ biturbo với hai hệ thống nén khí turbo vào trong động cơ. Nên là nó đẩy công suất máy lên rất cao. Công suất máy lên đến 213 mã lực và mô men xoắn là 500 Nm. Rất là khỏe. Đây ạ. Đây là cái trong cái hệ thống động cơ của xe. Thì như quý vị anh chị thấy thì cộng với cái xe này được thiết kế rất là thông minh, như là họng gió này, rồi hệ thống họng hút gió, hệ thống ống dẫn turbo, hệ thống nén khí vào bốn lốt động cơ ắc quy, và các cái chi tiết điện thì được bố trí rất là cao. Thế nên là xe này nó có khả năng lội nước lên đến 80 cm anh chị nhá. Đấy, nếu như mà mình đi vào các cái đường xấu mà cần phải lội qua các suối sông mà nhỏ nhỏ chẳng hạn thì là mình hoàn toàn yên tâm. Và nếu như ở thành phố có ngập lụt thì cũng không để ý luôn ạ. À. Và đây là phần đằng sau xe thì với cái thiết kế cốp xe mở cốp mở thông minh, anh chị chỉ cần là chìa khóa theo người và mình chỉ cần đá chân là mình đã mở được cốp rồi. Đây, như nhìn em thao tác đấy ạ. Đây, mình chỉ cần đứng gần xe và khua chân vào đây. Đó, và đây, cốp nó sẽ tự mở lên. Đấy. Với cái tính năng này thì nó rất là tiện nếu như anh chị mà bế trẻ con hay là tay mình đang cầm đồ chẳng hạn, mình muốn mở cốp chẳng hạn thì mình đá. Và ngoài ra thì cái cốp này là còn là cốp mở điện có tia thủy lực và có chống kẹt. Đây, ví dụ như là em đây, anh chị nhìn ạ. Đây nhá, em sẽ đóng nó xuống và mình sẽ đứng vào. Giả sử vào cái tình huống là mình bị chạm vào chẳng hạn, đây. Đây. Đó. Đây, chạm vào vai em này ạ. Đấy, thì nó sẽ tự động nó bật ngược lại. Tự động nó sẽ bật ngược lại. Rất là an toàn. Và tiếp với đó là hàng ghế thứ ba. Thì hàng ghế thứ ba là mình xe được thiết kế là gập bằng điện, bằng nút bấm. Đấy, em chỉ cần bấm hai nút thôi là xe nó sẽ gập và phẳng lại hàng ghế thứ ba. Và như anh chị nhìn thấy đây, ồ, một không gian rất là rộng. Em đã gập cái hàng ghế thứ hai trước rồi. Đấy, thì như anh chị nhìn thấy đây, một không gian rất là rộng luôn. Đấy, nếu như mà mình gập phẳng lên thì trong các chuyến đi dài mà cả gia đình mình đi chơi, đi du lịch chẳng hạn, thì cho trẻ con nằm lên đây thì vô cùng tuyệt vời. Đấy, và ngoài ra thì vẫn có thể là thêm bộ bài hoặc là làm một vài việc gì đó. Thì đây là một thiết kế rất là hay trên con Everest này. Đây, anh chị nhìn. Đó, và cái khoảng cách từ cái hàng ghế đầu tiên đến cuối cùng nó rơi vào khoảng 1m8. Khá là thoải mái cho làm được rất là nhiều việc ở trên chiếc xe này. Đây ạ, anh chị nhìn lại ạ. Em đã gập hẳn hàng ghế thứ hai xuống rồi. Chưa hết đâu ạ. Đây là chiếc xe thì được trang bị cái hệ thống chìa khóa thông minh. Như lúc đoạn đầu video anh chị thấy là nó có thể là lên xuống kính bằng chìa khóa này, là đóng mở cốp bằng chìa khóa. Và bây giờ nếu như mình vào xe khóa xe chẳng hạn, mình cũng không cần phải dùng đến chìa mà mình chỉ cần chìa khóa theo người. Đây, anh chị chỉ cần chạm tay vào đây nó sẽ khóa xe. Đấy, và đưa tay vào đây nó sẽ mở xe. Đó, và mở ra luôn mình xem nội thất luôn. Đây ạ, anh chị nhìn phần nội thất của xe thì ở các bên cánh cửa thì được thiết kế với các cái chi tiết mạ tối màu carbon, nhìn nó cũng khá là sang trọng. Và các cái chỗ tapi để tay này đều được khâu ra. Đó. Và đây là cái thiết kế ở hàng ghế thứ hai. Thì như anh chị nhìn thấy, hàng ghế thứ hai thì mình có thể là co giãn lên và ngả lên ngả xuống được, ngồi rất là thoải mái. Và ở phía đằng sau, cụm điều khiển đằng sau thì mình có gì? Có hệ thống điều khiển điều hòa. Hệ thống điều khiển điều hòa bao gồm có điều khiển gió và điều khiển nhiệt độ. Điều khiển gió trên đầu hoặc là dưới chân. Ở dưới cái hàng ghế này này, dưới hàng ghế 1 này này, nó có thêm cái hệ thống ống thổi gió lạnh. Đấy. Hơi tối không nhìn thấy. Và đấy là hệ thống điều hòa. Ngoài ra thì còn hệ thống điện rất là đầy đủ luôn. Hệ thống điện là nó gồm có ổ điện 220V và 150W anh chị nhá.
Đấy thì nếu như mà anh chị dùng thiết bị điện xoay chiều chẳng hạn thì mình để ý cái công suất của cái thiết bị mình dùng 150W thôi, quá là nó sẽ không tốt cho xe. Và ngoài ra thì có thêm ổ điện 12V nữa. Đó là hệ thống điều khiển đằng sau. Tuy nhiên thì với cái điều hòa này mình vẫn hoàn toàn có thể điều khiển ở đằng phía đằng trên trước được. Nếu như trẻ con ngồi sau mình không muốn cho dùng hạn, mình có thể khóa nó lại thì nó sẽ rất an toàn cho trẻ con. Đó, mời anh chị xem lại một lần nữa hàng sau. Và trên đây là cái nội thất ở phía trên lái xe ở trên. Thì như anh chị thấy cũng không khác gì cái cánh cửa sau. Đây, hệ thống tay nắm cửa và các cái chi tiết đều được mạ carbon. Và đây là hệ thống lên xuống kính. Thì với Everest được trang bị là 4 cánh cửa lên xuống một chặng luôn ạ. Như anh chị nhìn thấy, đây là cụm điều khiển đèn của Ford Everest. Với Ford Everest thì được trang bị hệ thống đèn pha tự động tự động bật sáng khi trời tối và tự động hạ pha cốt khi gặp xe đi ngược chiều. Và việc thao tác thì vô cùng đơn giản thôi, anh chị chỉ cần xoay cái cụm này về phía chữ A này là xong. Đấy, gặp xe ngược chiều nó sẽ tự động hạ xuống cốt. Và ngoài ra nó còn một tính năng nữa, đó là đây anh chị nhìn. Đây, mình ấn tay vào thì nó sẽ lòi ra một cái cục này. Cái này là để mình nâng hạ độ cao của đèn pha. Đấy. Xoay lên xoay xuống nâng hạ độ cao của đèn pha. Ok, và đây là bật đèn gầm trước, bật đèn gầm sau, tăng giảm độ sáng trong tablo. Và cái nút bên cạnh này là nút mở cốp. Khi mà anh chị ngồi ở trong xe, mình có thể là hoàn toàn mở cốp bằng nút bấm này được. Và phía trên xa đây nữa. Đây ạ. Xa đây là cái cụm điều khiển gương chiếu hậu. Cụm điều khiển gương chiếu hậu và cụp gương. Con này thì với Everest thì được trang bị gương cụp, nhưng mà không tự động mà phải cụp bằng cơm. Đây, như cái cụm nút này ở trên phía trên gần vô lăng. Đấy là mình phải bấm vào đây thì nó mới cụp gương. Và đây là điều khiển mặt gương. Một cái tính năng rất là hay ở trên Everest này đó là cái tính năng cảnh báo điểm mù trên gương chiếu hậu. Tính năng này được trang bị trên tất cả các cái phiên bản Ford Everest Titanium. Nó hoạt động như thế nào? Đây, anh chị cùng nhìn vào cái gương chiếu hậu ạ. Đây, em khởi động xe lên một cái, anh chị nhìn thấy chưa? Đấy, nó nhấp nháy vàng. Đấy là khi khởi động lên thì nó sẽ quét như vậy. Và khi mình đi lưu thông trên đường thì nếu như mà có xe muốn vượt hoặc là họ đang đỗ ở cái điểm mù của mình thì cái đèn này nó sẽ nhấp nháy để cho lái xe biết được là đang có nguy hiểm ở đằng sau, ở những cái điểm mà mình không nhìn thấy. Và bây giờ thì mời anh chị cùng khám phá cái phần nội thất của xe. Thì như anh chị thấy đây ạ, đây phần đầu tiên đó là cái cần số thì với Everest này được trang bị hệ thống và đây là cụm điều khiển của xe. Thì như anh chị nhìn thấy, đây là cần số của xe. Và Everest thì được trang bị cao cấp nhất, bản Biturbo thì được trang bị hộp số tự động 10 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đấy, vì vậy nó không có nút cài cầu nữa mà nó sẽ có là 4 chế độ lái luôn, sẽ tích hợp luôn 4 chế độ lái. Khi mà mình đi vào tùy vào các cung đường của mình thì mình sẽ chọn và mình chỉ cần xoay núm này thôi ạ. Đó, thì nó sẽ coi chia làm 4 chế độ lái, như là đường bằng phẳng này, đường tuyết cỏ này, đường cây cối này và đường đá gồ ghề. Thì tùy vào cái cung đường mình đi thì anh chị có thể là lựa chọn được cái chế độ lái của xe, rất là thông minh, 4 chế độ lái. Và đây là cái nút hỗ trợ đổ đèo, nếu như mà mình đi xuống đèo dốc cao quá mình không tự tin, mình bấm vào đây xe nó sẽ tự đổ đèo. Và chưa hết, ngoài ra thì nó vẫn còn có chế độ lái thể thao. Anh chị chỉ cần về S đây, S đây, PRND, D là đi bình thường, tự động nó sang số. Và VS thì khi VS thì mình sẽ chủ động sang số trên cần số. Và anh chị chỉ cần bấm vào đây ạ, chỉ cần bấm vào nút cộng trừ ở trên cần số, nó sẽ sang số theo ý của mình. Đó là cái vận hành của về cái hộp số này, hộp số 10 cấp và có 4 chế độ lái. Chưa hết đây, và đây là cái cụm điều khiển các cái tính năng như là gì, 4x4 low, tức là hai cầu chậm. Đâu, trường hợp khi mà mình vào cái đường quá xấu thì xe nó sẽ yêu cầu mình, ví dụ như anh chị vào cái đường đá gồ ghề, xe nó sẽ yêu cầu mình về chế độ hai cầu chậm, thì mình sẽ bấm vào nút này. Đó, và đây là cái nút khóa vi sai cầu sau, là nếu như mà khi mình đi vào đường trơn mà xe bị ban thì mình bấm vào nút này để mình đồng tốc lại cái bánh sau. Đây là tính năng chống trơn trượt, đây là tính năng hỗ trợ ghép song song tự động.
Anh chị muốn ghép song song thì anh chị bấm vào nút này, xe nó sẽ tự tự tìm điểm ghép vào. Và đây là cái nút tắt cảm biến quanh xe. Đấy, nếu như mà đi vào đường có cây cỏi, cây cối nhiều mà mình không muốn cảm biến nó kêu nhiều thì mình có thể bấm tắt nó đi. Đó, đây là toàn bộ cái cụm điều khiển phía người lái. Và đây là cái cụm điều khiển về nhiệt độ, điều hòa này, điều hòa ô tô, sấy ghế. Con này được được trang bị hai hai ghế lái có sấy nóng, dàn lạnh bên lái, điều khiển nhiệt độ dàn lạnh bên lái, điều khiển nhiệt độ dàn lạnh bên phụ, điều khiển gió và ổ điện, ổ cổng cổng USB để sạc, cổng USB để sạc và nghe nhạc, giải trí. Và đây là một cổng tổng 12V. Đấy, thì ở trên cái khu vực này thì nó rất là đơn giản thôi, không có nhiều nút và nó vô cùng là dễ sử dụng ạ. Và đây là cái màn hình trung tâm điều khiển của xe. Thì với cái màn hình này thì anh chị có thể làm được rất là nhiều việc ở trên trên với cái màn hình này. Thứ nhất là audio thì mình có thể là nghe FM này, hoặc là mình có thể chọn nghe Bluetooth audio, kết nối Bluetooth thông minh với điện thoại. Climate, Climate là hệ thống điều khiển điều hòa. Từ từ để em nổ xe lên cái thì cái này nó mới hiển thị được. Đó, đây là hệ thống Climate là điều khiển điều hòa. Thì anh chị có thể là điều khiển bằng nút bấm, hàng nút bấm ở dưới, hoặc là điều khiển cái hệ thống bằng màn hình. Thì trên này anh chị có thể nhìn thấy đấy ạ, bên lái, bên phụ và đằng sau, rear, rear đằng sau. Đấy, như lúc lúc trước em nói thì anh chị hoàn toàn ngồi trên này, mình hoàn toàn có thể kiểm soát được cái điều hòa đằng sau. Mình có thể là tắt nó đi, khóa nó lại, không cho trẻ con dùng. Đấy, nếu như mà anh chị cảm thấy nhiệt độ trong xe nó đủ rồi, không cho trẻ con nó chỉnh lên chỉnh xuống nữa thì mình có thể khóa lại. Đây, bấm vào rear. Khóa lại. Đây là sấy kính sau và đồng thời sấy luôn gương chiếu hậu. Đây, menu. Menu là có cái gì đây? AC, Max AC. Đấy, thì với cái màn hình này anh chị làm được rất là nhiều việc. Điều khiển nhiệt độ này, kết nối điện thoại này. Đây là cái bản đồ. Bản đồ thì tuy nhiên em không khoái sử dụng cái bản đồ này lắm bằng bằng bản đồ của Google Maps, bởi vì là cái bản đồ này nó không tích hợp được nhiều cái tuyến đường ở Việt Nam, bởi vì nó là bản đồ thế giới và của Ford. Đây, và các cái phần cài đặt đấy, nó rất là đơn giản và vô cùng dễ sử dụng. Màn hình này thì có thể là kết nối thông minh với điện thoại qua Bluetooth, hoặc là nếu như mà anh chị có thể kết nối với bằng Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Thì ở trên kênh của em có rất nhiều cái video hướng dẫn anh chị sử dụng các ứng dụng này với điện thoại qua thông qua màn hình này. Anh chị có thể xem lại trên kênh của em. Đây, em giới thiệu qua. Đó, đó là cái phần màn hình. Và bây giờ đến phần tiếp theo. Và đây là cái màn hình tablo của xe. Thì như anh chị nhìn thấy trên cái màn hình này thì mình chỉ cần nhìn lướt qua một cái là mình đã nhìn thấy hết được các cái thông số của xe. Như là bên trái màn hình anh chị, đó là cái cảm biến áp suất lốp. Ở giữa chính ở bên cạnh áp suất lốp đó là mức nhiên liệu và công tơ. Bên phải là phần giải trí. Đấy, thì để mà sử dụng thì mình chỉ cần là sử dụng bốn cái phím ở trên vô lăng để mình sẽ xử lý được. Đây, như anh chị nhìn đấy, đây là chế độ, đây là bốn chế độ lái này. Còn riêng với bản Everest Biturbo thì nó có thêm cái tính năng nữa là đo cái độ nghiêng của xe và góc góc lái bánh xe. Anh chị cần đánh lệch vô lăng cái nó sẽ báo ngay. Đây, đấy, anh chị nhìn thấy chưa ạ? Đấy, em đánh lệch một cái nó sẽ báo luôn, nó sẽ nhìn mình sẽ nhìn thấy luôn lệch 1 độ này, lệch 1 độ, 2 độ này. Đấy, và khi mà nếu như mình đi vào đường off-road, đường nghiêng thì nó sẽ hiển thị ở trên này luôn. Đây là đồng hồ vòng tua. Đó, còn rất là nhiều các cái tính năng nữa, rất là nhiều tính năng. Nó hỗ trợ cho lái xe, mình chỉ cần nhìn lướt một cái là mình sẽ biết ngay là cái tình trạng hoạt động của xe của mình. Đấy, số thì ở giữa PRND nó sẽ hiển thị luôn trên này, mình không cần nhìn. Đó, đấy là cái màn hình tablo của xe, cung cấp rất là nhiều thông tin cho lái xe. Và như anh chị nhìn thấy, đây là vô lăng của xe. Thì vô lăng được khâu da, cầm rất là chắc tay. Và đương nhiên rồi, Everest thì vô lăng trợ lực lái điện, tất cả các cái phiên bản luôn ạ. Và đây là cái trên cái nút bên trái này, hệ thống nút bên trái để mình điều khiển cái màn hình tablo này. Bên phải điều khiển media này. Dưới này là có các cái nút như là tăng giảm, nghe tăng giảm âm lượng này. Rồi nghe điện thoại, nick bài, chuyển bài ở trên này. Còn cụm bên trái này là cụm ga tự động này, giới hạn tốc độ, phanh khoảng cách và phanh khẩn cấp thì mình sẽ setup ở bên bên trái này. Đó, rất là đơn giản và dễ sử dụng đấy ạ. Đây, và bên và đây đây là cái hệ thống, đây như anh chị nhìn thấy đây ạ, đây là nút, đây là bật bật pha, nháy pha như bình thường. Và cái nút này là để hỗ trợ cho cái việc giữ lệch làn. Và ở phần phía bên phải đây, như anh chị nhìn thấy
Đây ạ, bên phải xe thì cái cần này là cần gạt mưa. Gạt mưa này thì nó sẽ gạt là gạt mưa cả trước cả sau, phun nước và gạt mưa tự động. Đây, nếu như mình kéo về phía này là phun nước trước, kéo này về là phun nước sau. Đó, đây cái nút nhỏ này, đây ạ. Đây là để gạt mưa sau. Và mình chỉ cần như này, tắt đi này. Gảy lên một nút là gạt mưa tự động, tức là khi mà có mưa thì tự động xe nó sẽ gạt mưa, rất là thuận tiện luôn. Và trang bị vô cùng nhiều các cái công nghệ cho lái xe. Mình lái xe rất là nhàn ạ. Đây, và với cái thiết kế của chiếc Everest Titanium Biturbo thì xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đây ạ, anh chị nhìn ạ. Đấy, nó sẽ có hai khoang. Nó sẽ hai khoang. Và cái chỉ khoang đầu tiên nó sẽ mở được cửa, khoang sau chỉ mở rèm thôi. Đó, anh chị nhìn ạ. Đó là cửa sổ trời của con Everest. Và Ford Everest thì cũng được trang bị cái hệ thống giải trí với đa kết nối, như là kết nối Apple CarPlay, Android Auto và hệ thống âm thanh 7 loa, với thêm cả một là cục loa trầm ở dưới đằng sau cùng xe nữa. Đó, rất là nhiều các cái tính năng hay, công nghệ hay ở trên chiếc Ford Everest, và với mức giá là 1.399.000.000 và chưa bao gồm các cái chiết khấu khuyến mại. Đấy, nếu như mà anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu một chiếc xe Ford Everest thì có thể gọi điện cho em là Sơn bên Ford Thăng Long, em sẽ hỗ trợ và tư vấn thêm với quý vị anh chị về chiếc xe này ạ. Ok, cảm ơn anh chị đã xem video ạ.